Chào đón quý vị trở lại với số tiếp theo của chương trình F0 kể chuyện. Trên thực tế, có một số người khi mắc COVID-19 thường bi quan, nghĩ về cái chết, từ đó buông xuôi và dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng rõ ràng, để chiến thắng bệnh tật, ngoài sự hỗ trợ từ nhân viên y tế, từ thuốc men, nhiều chuyên gia bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh cần thật sự nỗ lực ăn uống đầy đủ và tự rèn cho mình một bản lĩnh, tinh thần lạc quan. Yếu tố tinh thần cũng góp phần không nhỏ giúp cho người nhiễm COVID-19 chiến thắng bệnh tật. Vậy yếu tố tinh thần quan trọng như thế nào với bệnh nhân COVID-19? Hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi kết nối với tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, phó giám đốc kiêm trưởng khoa lâm sàng Bệnh viện Tâm thần Ban Ngày Mai Hương. Tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, phó giám đốc kiêm trưởng khoa lâm sàng Bệnh viện Tâm thần Ban Ngày Mai Hương, là bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm trong việc thăm khám và điều trị chuyên khoa thần kinh. Bác sĩ cũng là chuyên gia tư vấn hàng đầu với các triệu chứng như rối loạn lo âu, trầm cảm, mất ngủ, rối loạn lưỡng cực cảm xúc. Thưa quý vị, mang trong lòng những nỗi lo riêng trong cuộc chiến chống COVID-19, mỗi F0 rất cần những đơn thuốc tinh thần, một cuộc gọi từ người thân, một thói quen mới, một cuốn sách hay. Có nhiều lựa chọn để F0 có thể tự tạo ra đơn thuốc cho riêng mình. Và nhân vật trong F0 kể chuyện hôm nay cũng đã tự tạo ra một đơn thuốc cho riêng mình. Phan Huyền, CEO của SV Entertainment, một production house chuyên sản xuất phim ngắn, web drama, music video. Ở vị trí là một nhà sản xuất, Phan Huyền cùng ekip SV Entertainment thường xuyên đưa đến cho khán giả những bộ phim tươi mới, thanh xuân. Một số tác phẩm được các bạn trẻ yêu thích có thể kể đến như Mặt trời của tớ, Ngày mình không còn là bạn thân, hay gần đây nhất là web drama Định mệnh phải yêu. Mới đây, Phan Huyền mang tinh thần tích cực của bản thân chia sẻ qua vlog, ghi lại quá trình từ khi phát hiện mình là F0 và hành trình tự điều trị tại nhà của chính bản thân mình. Vâng, khi tìm hiểu về nhân vật thì chúng tôi được biết chị Huyền cũng là một người làm trong lĩnh vực truyền hình. Và rất là may mắn khi chị đã làm được một clip giới thiệu toàn bộ quá trình mắc bệnh và hồi phục của bản thân. Chị Huyền có thể cho biết là bây giờ sức khỏe của chị như thế nào rồi ạ? Dạ, em xin được gửi lời chào đến anh MC, đến bác sĩ cũng như là đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình F0 kể chuyện ạ. Dạ, sức khỏe hiện nay của em thì cũng đã khỏe hẳn rồi và phục hồi rất là tốt. Chỉ có điều là em còn hơi ho một chút xíu. Em không hiểu sao nhưng mà cái ho của em là kéo dài từ cái thời gian đầu em bị nhiễm cho tới bây giờ luôn. Khi mà em hết bệnh rồi thì bây giờ em vẫn còn ho và em vẫn đang điều trị cái cơn ho đó của mình ạ. Huyền có sử dụng các cái thiết bị để theo dõi y tế như là đo oxy, nồng độ oxy của mình để kiểm tra xem là hiện tại thì các chỉ số đã tốt chưa hay chưa? Dạ, thì hiện tại thì em vẫn là sử dụng cái đo nồng độ oxy SpO2. Thì em đo cái đó thì em thấy là chỉ số của em là nó nằm ở mức 96, 97 gì đó. Thì mọi người vẫn nói là mức này cũng đang là mức trung bình thôi. Em cũng đang cố gắng để lên được 98, 99 thì nó là khỏe hẳn. Huyền có thể chia sẻ về cái quá trình hay có thể nói là những cái cột mốc đáng nhớ của mình từ khi nhiễm bệnh cho đến khi khỏi bệnh được không? Nếu như mà nói về cái quá trình của em á thì nó dài lắm. Tại vì em trải qua 18 ngày và cứ mỗi ngày nó là một triệu chứng khác nhau cũng như là có một cơn đau khác nhau. Nhưng mà nếu mà nói về cột mốc chính á thì em có thể nhớ ba giai đoạn. Đầu tiên đó là giai đoạn mà từ đầu em bị nhiễm thì nó bị ho và bị đau họng, tức là rất đau rát cổ họng luôn. Và sau đó thì em vẫn ho cho tới bây giờ, chỉ có điều là em không bị đau rát cổ họng nữa. Sau cái giai đoạn đó là em bị mệt mỏi, nhức mỏi toàn thân ấy, kiểu mệt rã rời luôn, em chỉ muốn nằm thôi mà không có đi lại gì được, trong người rất là nhức. Và sau cái giai đoạn nhức mỏi người đó nữa là tới cái giai đoạn mà khủng hoảng nhất. Giai đoạn đó là em mệt nhất luôn, đó là cái giai đoạn khó thở. Lúc nào trên ngực em cũng giống như kiểu có cái gì đè lên rất là nặng và em không thở được. Đi vài bước thôi là em phải lấy hơi lên rồi. Và thời gian đó em mệt mỏi kinh khủng luôn. Và may mắn là sau cái thời gian đó thì em cũng đã phục hồi dần dần, nhờ vào cái việc ăn uống đầy đủ cũng như là cái tinh thần vui vẻ lạc quan, nó cũng giúp cho em quên đi những cái cơn mệt mỏi dần dần và em đã phục hồi. Thưa bác sĩ Hồng Thu, bác sĩ cũng vừa nghe chia sẻ của bạn Huyền rồi, thì bác sĩ có thể nhận xét như thế nào, bác sĩ có thể nhận xét một chút về cái quá trình hồi phục của bạn Huyền được không ạ? Anh Huyền quả là rất là kiên cường và cũng biết cách để tự chăm sóc rất là tốt. Và cũng nhờ cái tinh thần
lạc quan nữa thì bạn cũng đã chiến thắng được bệnh tật. Xin chúc mừng bạn, mong là bạn sẽ phát huy được cái tinh thần quả cảm như vậy và lan tỏa được cái tinh thần đó cho tất cả mọi người. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, trong cái buổi làm việc về công tác phòng chống dịch COVID-19 mới đây ấy, có nêu công thức 433 để các quận có thể áp dụng cách ly điều trị F0 tại nhà. Đó là 40% thuốc men, 30% dinh dưỡng và 30% tinh thần. Bác sĩ đánh giá như thế nào về quan điểm này và tại sao cái yếu tố tinh thần lại chiếm 30%? Mình rất là ấn tượng về cái quan điểm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nêu ra cái công thức 433, trong đó 30% dinh dưỡng và 30% tinh thần, có nghĩa là sức khỏe tinh thần nên được coi trọng ngang với sức khỏe thể chất. Có nghĩa là đã đến lúc ta phải quan tâm nghiêm túc đến sức khỏe tâm thần. Mọi người thường bỏ qua các vấn đề sức khỏe tâm thần chỉ đơn giản vì thực tế họ không thể nhìn thấy vấn đề theo cái cách mà họ nhìn thấy ở sức khỏe thể chất. Cái thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thì rất dễ bị đẩy sang một bên. Đó là cái cách suy nghĩ rất là nguy hiểm. Và nếu chúng ta thừa nhận cái tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần thì chúng ta cũng sẽ góp thêm sức mạnh để đánh bại cái dịch Covid. Điều mà tôi và nhiều người khác cũng đang mơ ước. Vâng, cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Trong cái thời gian dịch bệnh vừa qua ấy, thì chắc chắn là bác sĩ và các cộng sự thì cũng nhận được khá nhiều câu hỏi của những người bệnh. Thì với yếu tố tinh thần thì bác sĩ thấy đâu là những yếu tố đáng lo ngại nhất mà các bệnh nhân hay hỏi và mình cần phải chia sẻ? Đối mặt với những điều chưa biết về dịch bệnh thì đáng lo ngại nhất là tình trạng căng thẳng, lo âu kéo dài. Hậu quả của Covid-19 là một trong những mối lo hàng đầu hiện nay. Những cái tình huống mà liên quan đến cái dịch Covid-19 thường là cái nỗi ám ảnh dai dẳng, nặng nề. Nghi nhiễm thì lo sợ bị nhiễm. Nhiễm rồi thì lo là bệnh sẽ nặng lên hoặc là bị chết. Rồi lo cho người khác nữa, lo người thân bị nhiễm, sợ mất việc làm, sợ mất gia đình và các mối quan hệ bạn bè, đôi khi là sẽ dẫn tới cái tâm trạng hoảng loạn, bế tắc, tuyệt vọng. Đó là lý do mà ai cũng phải cảnh giác cao với rối loạn, gọi là rối loạn lo âu. Mặc dù ai cũng có lúc lo lắng, trầm cảm, nhưng khi triệu chứng mà leo thang đến mức khó duy trì công việc hàng ngày, thì là lúc mà chúng ta cần phải có cái sự trợ giúp từ chuyên gia. Bạn Phan Huyền có thể chia sẻ một chút là khi mà cái thời gian đầu khi bạn nhiễm bệnh ấy thì bạn có lo lắng không? Bạn có lên trên mạng để tìm hiểu các cái thông tin hay không? Và chắc chắn là sẽ có nhiều những thông tin nhiễu loạn và khi đấy thì bạn đã làm thế nào để giải quyết cái những cái luồng thông tin đấy và đưa ra cho mình một cái phác đồ điều trị tốt nhất? Lúc mà em mới phát hiện mình là F0 á, tức là em test bằng cái kit test nhanh Covid-19 và nó cho ra kết quả hai vạch là dương tính. Lúc đó tự nhiên em khóc dữ lắm. Em không biết tại sao em khóc nữa, tại vì trong lòng cũng có chút lo sợ một chút xíu. Nhưng mà sau đó thì em cũng lấy lại tinh thần và em nghĩ là thôi bây giờ dính thì cũng dính rồi, mình cứ cố gắng tập trung điều trị thôi, chứ bây giờ lo lắng thì cũng không giúp ích được gì. Chính vì vậy cho nên khi mà em dọn lên đây em cách ly riêng một mình á, thì em luôn cố gắng kiếm việc để mà làm. Và một điều nữa là khi mà bố mẹ hay là người thân gọi điện cho em á, em luôn tỏ ra là mình vui vẻ, mình tươi tắn để cho người nhà của mình không phải lo lắng. Vì khi mà em thấy khi mà họ lo lắng á, thì họ cũng tạo một cái áp lực cho họ cũng như là một cái áp lực cho mình, khiến cho mọi người xung quanh lo sợ, sợ mình mệt mỏi. Như vậy á, thì mình càng không có tinh thần nữa. Thì thay vì như vậy mình cố gắng vui vẻ thì mọi người đều có cái tinh thần lạc quan và hỗ trợ mình tốt nhất trong cái quá trình mà điều trị Covid. Cái thứ hai nữa là Huyền cũng làm bên quay phim, dựng phim, cho nên là em cũng có biết chút về quay dựng và em quyết định, em nghĩ là nếu như mà trong quá trình mà em cách ly á, em có thể làm được một clip vlog để mà chia sẻ với mọi người tất tần tật về cái quá trình mà em trải qua như thế nào và em đã điều trị như thế nào, thì nó sẽ rất giúp ích cho được rất nhiều những F0 đang điều trị tại nhà giống như em ở thời điểm đó. Và cứ nghĩ như vậy thì trong một ngày á, lúc nào mà em đói bụng á, thì em ăn, lúc nào em mệt á, thì em đi ngủ, còn lại thì em dậy thì em sẽ suy nghĩ rằng à, hôm nay mình xét góc máy quay như thế nào cho đẹp,
rồi mình nên quay những gì, khi quay mình nên nói những gì, thì cứ như vậy em kiếm chuyện để em làm thì nó trôi qua một ngày và mình cũng dần mình vui vẻ hơn khi mà mình được làm những cái thứ mình thích và em cũng đã nhờ vào những cái điều đó luôn vui vẻ, luôn lạc quan, trải qua từng ngày và kiếm chuyện để làm thì trải qua 18 ngày thì em đã âm tính và em đã khỏi bệnh cũng như là với một cái tinh thần vui vẻ của em như bây giờ. Vâng ạ, một người lạc quan như bạn Huyền thì đã vượt qua Covid-19 một cách có thể nói là rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bác sĩ Hồng Thu vừa nghe những chia sẻ của bạn Huyền rồi, có khá là nhiều những F0 người ta điều trị tại nhà nhưng mà phải ở một mình thì chắc chắn là tâm lý cũng rất là hoang mang, lo lắng. Thì với những trường hợp mà F0 phải điều trị trong cái hoàn cảnh như thế thì bác sĩ có lời khuyên như thế nào với họ? Hoang mang thì chắc chắn là có rồi. Không ai có thể nói mạnh là lúc đấy tôi bình thường. Thế nhưng mà làm sao để ta phải xử lý được cái tình huống đấy để cho nó không làm mất cái cân bằng tinh thần của mình. Thì đấy là người có cái thái độ tốt, là biết cách để chăm sóc cái tinh thần cho mình. Thì bạn Huyền ấy cũng là một cái cũng là một cái hình mẫu mà bạn ấy cũng đã làm rất là tốt, những cái điển hình mà chúng ta cũng nên tích lũy để chúng ta học hỏi. Chỉ có điều một chút là đối với các mối quan hệ khác thì bạn có thể là thể hiện rằng là mình lạc quan như thế nào, nhưng nếu thực sự cái suy nghĩ từ trong cái tâm khảm, từ trong đáy lòng của mình thực sự thoải mái hay không thoải mái thì bạn nên nói thật với các nhà chuyên môn, thế thôi. Còn là bạn đang làm rất tốt, bạn cũng đang giữ được cái cân bằng về tâm lý, biết bố trí công việc cho nó cũng vừa phải. Thưa bác sĩ, ngoài những liệu pháp tâm lý hay những suy nghĩ lạc quan thì với những bệnh nhân mà người ta căng thẳng hoặc lo âu kéo dài ấy, thì có cái loại thuốc gì hay là có cần phải bổ sung thêm vitamin gì để có thể giúp người ta vượt qua cái quá trình này hay không? Nói đến thuốc ấy thì chúng ta nên theo đơn. Thuốc thì phải theo đơn. Người bệnh không nên tự ý dùng thuốc. Vì là cái chẩn đoán cái rối loạn lo âu trầm cảm thì không dễ như chẩn đoán bệnh tiểu đường hay là bệnh tim, thì không thể phát hiện thông qua kết quả xét nghiệm máu hoặc là bất cứ hình ảnh chụp chiếu nào bằng máy móc hiện đại cả. Những người bệnh COVID có thể là từng mắc cái rối loạn lo âu trầm cảm trước kia và nay thì do điều trị COVID thì bị ngắt cái kết nối với bác sĩ chuyên khoa tâm thần, thì những trường hợp này cần phải tiếp tục uống thuốc, có thể theo cái đơn cũ trước đây hoặc có thể theo đơn mới là do bác sĩ chuyên khoa kê đơn. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Phan Huyền ơi, bạn có nói rằng là sắp tới bạn sẽ tham gia làm một tình nguyện viên chăm sóc những bệnh nhân F0 tại các khu cách ly. Tâm trạng của bạn như thế nào khi mà muốn tham gia các hoạt động như thế này? Dạ, thì khi mà em, bản thân em là một người cả cách ly tại nhà thôi, cách ly tại một cái nơi rất là quen thuộc đối với mình, nhưng mà em ở một cái phòng riêng, thì em đã cảm thấy đôi khi khá là chán nản cũng như là cảm thấy cô đơn rồi. Thì em mới nghĩ rằng khi mà những F0 khác mà họ vào cách ly ở trong bệnh viện á, ở một nơi xa lạ không có người thân, thì chắc hẳn họ sẽ cảm thấy buồn và cảm thấy cô độc tới chừng nào nữa. Thì em nghĩ như vậy cho nên là em quyết định sau khi mà em đã trải qua cái giai đoạn đó rồi thì em quyết định là em đăng ký tham gia làm tình nguyện viên chăm sóc hỗ trợ F0 ở các bệnh viện dã chiến. Cho nên là em đã đi đăng ký. Em hy vọng rằng khi mà em lên được trên bệnh viện và em chăm sóc các F0 á, điều em muốn đó là em có thể giúp được cho họ giữ vững được cái tinh thần ở bên cạnh chăm sóc cho họ và giúp họ vượt qua được cái căn bệnh này. Và điều quan trọng nhất là có người ở bên cạnh cho họ vui vẻ, họ có thể giữ được cái sự lạc quan, cái sự vui vẻ, chứ không có đơn độc ở trong bệnh viện để mà có thể nhanh chóng khỏi bệnh. Bởi vì em thấy rằng cái yếu tố tinh thần lạc quan nó cũng giúp ích được rất là nhiều trong cái quá trình mà chữa trị cái căn bệnh này. Cho nên là trong tuần tới khi mà em được tham gia vào công tác chống dịch ở các bệnh viện thì em mong rằng em có thể làm được như những gì mà em vừa chia sẻ để mà giúp đỡ các y bác sĩ cũng như là giúp đỡ các F0 và giúp đỡ
thành phố chúng ta nhanh chóng vượt qua được cái cơn đại dịch này. Cảm ơn Huyền, hy vọng bạn sẽ tiếp tục truyền những năng lượng tích cực của bản thân tới những người đang điều trị bệnh tại những nơi mà bạn sắp tới. Thưa quý vị, trên thực tế, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng COVID-19 có thể coi như một sang chấn nghiêm trọng, tác động đến tâm lý con người, khiến người ta dễ mắc các rối loạn về tâm thần như trầm cảm, lo âu, rối loạn stress sau sang chấn. Chính vì vậy, không chỉ tại Việt Nam mà nhiều nơi trên khắp thế giới cũng có những phương pháp điều trị tâm lý cho những người mắc bệnh để họ có thể tìm lại niềm tin và hy vọng trong cuộc chiến này. Tại khuôn viên của bệnh viện COVID-19 Wisma Atlet ở thủ đô Jakarta của Indonesia, hơn 1.500 bác sĩ, y tá trong bộ quần áo bảo hộ đã trổ tài biểu diễn Angklung, một nhạc cụ bằng tre truyền thống, hát và nhảy múa để kỷ niệm một năm thành lập bệnh viện COVID-19 lớn nhất nước này. Nhiều bệnh nhân COVID-19 cũng đứng ngoài sân khấu tham gia biểu diễn Angklung cùng họ. Chúng tôi hy vọng sự kiện này có thể giúp các bệnh nhân hồi phục nhanh chóng để đoàn tụ với gia đình. Chúng tôi đã cùng nhau vật lộn trong suốt một năm trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Cả các nhân viên y tế và bệnh nhân, chúng tôi đều mệt mỏi vì đại dịch COVID-19 này. Chúng tôi hy vọng có thể trở về nhà và mọi thứ trở lại bình thường. Bệnh viện Wisma Atlet từng là làng vận động viên cho Á vận hội năm 2018, đã biến thành trung tâm cách ly và điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19 có triệu chứng từ nhẹ đến trung bình. Trong một năm hoạt động, Bệnh viện Wisma Atlet đã tiếp nhận hơn 70.000 bệnh nhân, trong đó có khoảng 66.000 người đã khỏi bệnh và xuất viện. Indonesia là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Á, với gần 1,5 triệu ca nhiễm và gần 40.000 ca tử vong do COVID-19. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ Hồng Thu và chị Phan Huyền đã kết nối với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ, em xin cảm ơn chương trình đã mời em lên số không kể chuyện ngày hôm nay. Cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình nãy giờ. Chúc mọi người luôn giữ cho mình một cái sức khỏe thật tốt để chúng ta cùng nhau vượt qua cơn đại dịch COVID-19 này. Xin chào tạm biệt ạ. Xin cảm ơn chương trình. Tôi xin có một cái lưu ý tóm tắt thêm như thế này. Ngay cả khi chúng ta âm tính với COVID thì cũng không ai dám chắc là chúng ta sẽ hoàn toàn ổn định, chúng ta không hề mệt mỏi hoặc là sang chấn gì nữa. Thế nhưng tôi tin là nếu chúng ta thích nghi và làm chủ được đời sống tinh thần thì chúng ta có thể vẫn tận hưởng cuộc sống của mình thoải mái và có ý nghĩa. F0 đã khỏi bệnh thì vẫn nên tiếp tục chăm sóc sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần, và làm sao để thận trọng và đừng quá mức là được. Xin nhắc lại là chúng ta cần tránh cả hai thái cực là quá lơ là hoặc là quá bận tâm. Và điều hết sức quan trọng nữa là chúng ta đừng ngần ngại giữ liên lạc và chia sẻ với các bác sĩ hoặc chuyên gia tư vấn tâm lý khi cần thiết. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Hồng Thu và chị Phan Huyền đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Gần đây, vấn đề sức khỏe tinh thần của bệnh nhân COVID-19 đã được các cơ quan y tế quan tâm nhiều hơn. Những tổ tư vấn tâm lý đã được thành lập ở nhiều khu cách ly, một số đường dây nóng cũng đã được mở ra nhằm hỗ trợ những F0 đang chiến đấu chống lại COVID-19 tại nhà. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị cùng xem một số gợi ý của các chuyên gia tâm lý dành cho bệnh nhân COVID-19 đang điều trị và cách ly tại nhà để giảm căng thẳng, lo lắng trong khi điều trị, góp phần đẩy nhanh quá trình hồi phục. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị.
Hẹn gặp lại trong những số sau của F0 kể chuyện, nơi các F0 có thể tìm kiếm sự chia sẻ và những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chiến thắng COVID-19. Bởi ai trong chúng ta cũng có thể đứng trước nguy cơ trở thành F0 ngay trong ngày mai, nên hãy có sự chuẩn bị tốt nhất.